bị can tại ngoại đâm gục người phụ nữ, dẫn theo em nạn nhân bỏ trốn. Trong thời gian được công an cho tại ngoại, bị can Hải vác dao đâm gục một người phụ nữ tại chỗ và dẫn theo em gái của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Ngày 8 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Châu Đức và Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp khám nghiệm hiện trường vụ án cố ý gây thương tích khiến một người phụ nữ bị đâm gục. Xảy ra tại xã Kim Long. Tại hiện trường, một xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn và nhiều vết máu trên mặt đường. Theo thông tin ban đầu, gia đình của Trần Thanh Hải, 33 tuổi, ngụ xã Kim Long, có mâu thuẫn đất đai với gia đình chị M, hàng xóm với gia đình Hải. Khuya ngày 7 tháng 11, Hải mang dao đến nhà của chị M thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Hải đã dùng dao đâm chị M gục tại chỗ và đốt xe máy, chưa rõ xe của ai. Sau đó, Hải dẫn theo em gái của chị M là DTKO, 17 tuổi, rời khỏi hiện trường bằng xe máy. Theo Công an huyện Châu Đức, Hải là bị can trong một vụ cố ý gây thương tích, đang được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Trong thời gian tại ngoại thì Hải gây án, đâm gục người phụ nữ trên. Hiện lực lượng công an đang truy bắt Hải và truy tìm tung tích của O.